hạnh phúc nhất là mình được có một cuộc sống tốt trên chính quê hương mình. Bây giờ ở đây cuộc sống có tốt đi nữa, nó vẫn không phải là quê hương mình. Đây đâu phải là quê hương mình đâu. Mình vẫn có cái sự chênh vênh. Thật ra cái tuổi anh nó, thí dụ như anh, từ bé nó qua đây nó hòa nhập, còn cỡ tuổi anh làm sao hòa nhập được. Nó vẫn có cái sự chênh vênh gì đó. Mặc dù anh ở đây anh sống cũng tốt, mà ở Việt Nam anh sống cũng tốt, nhưng mà được con cái là anh có quyền, anh có cái sự lựa chọn. Đâu phải ai cũng có quyền lựa chọn đâu. Hãy cùng Teletron mừng lễ Memorial Day với chương trình May Expo, một cuộc triển lãm và đại hội giá lớn nhất trong năm. Ghế massage Shinka Made in Japan, kéo giãn gân cốt, xoa bóp, sưởi ấm, bấm huyệt từ lòng bàn chân đến thắt lưng vai cổ. 5 năm warranty, giá 10.000, sale 6.499 đồng. Máy rung tăng mỡ giảm cân Dr. Fuji giúp cho thân hình thon gọn, cơ thể khỏe mạnh, bớt 2.000 chỉ 50 đồng một tháng, trả góp 60 tháng, không tiền lời. Giường ngủ bàn ăn Sofaya 100% Made in Italy, đại hạ giá đến 40% off, tặng ghế massage 1.000 đồng. Xin ghé thăm các chi nhánh Teletron địa phương hoặc gọi 877-892-6999. Trang nhà teletronusa.com. Anh nói rõ là anh quyết định đưa cả nhà về và mọi người đều đồng ý. Mọi đồng ý. Là những ai trong gia đình sẽ đi về? Anh, bà xã anh, bà ngoại, mấy đứa nhỏ, hai đứa nhỏ. Thì đầu tiên, hai đứa nhỏ mấy tuổi? Đứa 32, đứa 30. Nó cũng lớn hết rồi. Thì trước mắt là anh... Hồi anh qua đây là họ mấy bao nhiêu tuổi, năm nào và họ bao nhiêu tuổi? Năm 2013. Thì một 7 đứa năm rồi, 8 năm rồi. 8 năm rồi, một đứa thì 21, đứa 23. Thì bây giờ tụi nó trên 30 hết rồi. Thì bây giờ tụi nó cũng tốt nghiệp đại học hết rồi. Đó thì cái ý tưởng mà đưa về Việt Nam là đầu tiên là ai? Anh. Thì như vậy, xong rồi khi mà anh trao đổi mọi người có hoàn toàn đồng ý hết không, hay là có thật một cái ra, sự cân nhắc nào đó? Riêng gia đình anh là người chủ động hoàn toàn. Anh chủ động hoàn toàn. Nhưng được có một cái là những đứa con anh á, bà xã anh thì dễ lắm. Còn đối với những đứa con anh, nó cũng đồng quan điểm với anh. Nó đồng quan điểm với anh, nó có cái nhìn nó khác người ta một chút. Có đôi lúc là vậy. Cái nơi nguy hiểm nhất cái đối với anh nó lại an toàn nhất. Đó. Còn cái chuyện mà anh ra đi, có thể là anh chuẩn bị cho ngày trở về, đâu có sao đâu. Tại vì mình đã chuẩn bị tốt ở mọi hoàn cảnh. Trước khi đi Mỹ anh cũng trải chứng. Ví dụ như là khi mà đi Mỹ anh đắn đo lắm chứ, anh suy nghĩ ghê lắm, nên đi hay không nữa kìa. Tại vì lúc đó anh làm ăn cũng good, cũng tốt, thu nhập cũng khá. Nhưng mà anh nói thôi, mình cũng lớn tuổi rồi, thì thôi mình qua Mỹ giống như mình nghỉ ngơi đi. Thì thật sự qua Mỹ nghỉ ngơi thiệt sự, đâu có làm gì đâu. Thì mấy đứa nhỏ đi học đi làm rồi vậy, thì đến lúc mình cảm thấy mà nói chung là những cái gì nó xảy ra nó đúng theo cái plan anh đưa ra. Cái plan anh đưa ra từ đầu, anh nói qua Mỹ thời gian thì ổn, mình già rồi mình trở về, đâu có sao. Còn con mình lúc đó mình chưa biết cái diễn biến tâm lý nó làm sao, nhưng mà bây giờ tụi nó cũng thích đi theo anh, nó cũng thích về. Như vậy thì anh là cái người mà gọi là thu xếp cân nhắc rất là kỹ trước khi làm quyết định đó. Như vậy thì khi mà cái quyết định trở về như thế này, xin hỏi một cách cụ thể từng trường hợp luôn, mỗi người sẽ về sẽ nghĩ như thế nào, sẽ làm như thế nào, làm cái gì đó. Riêng anh thì anh nghĩ là sau khi mà anh trở lại Việt Nam lần này sau Covid đó, thì anh tiếp tục nghỉ ngơi hay là làm gì? Thật ra cái tuổi của anh á, thì bây giờ anh về Việt Nam anh chỉ nghỉ ngơi thôi. Thật ra anh làm cũng được, nhưng mà cái dạng mình cưỡi ngựa xem hoa được mà em. Cưỡi ngựa xem hoa được, nhưng mà vấn đề là mấy đứa nhỏ nó muốn khởi nghiệp tại Việt Nam và anh cũng động viên nó luôn. Cái tuổi trẻ mà, nó phải có cái khát vọng. Anh thích như vậy, thất bại cũng được, không sao cả. Thất bại rồi sẽ thành công, nó còn thời gian. Còn anh bây giờ á, mà anh lao vào anh kiếm tiền thì không nên. Tại vì cái thời gian mình đâu có còn đâu. Thật ra cái thời gian của mình để sống, thật sự để sống anh còn có 10 năm nữa à. Khoảng chừng 7 mấy là con người anh nó quải rồi. Đó, thôi mình tận dụng cái thời gian này để mình sống ok nhất. Mình chọn cái chỗ nào mà mình thích hợp nhất. Đó, chứ không có phải rồi về Việt Nam để mà nhào lao vào kiếm tiền, không anh không có đặt nặng đó. Nhưng mà con anh nó muốn khởi nghiệp tại Việt Nam,
thì anh đồng ý và anh đứng đằng sau anh hậu thuẫn. Nhưng mà chưa tới cái phần con anh à, phần anh đó, anh nói là sẽ không kiếm tiền nữa. Vậy thì cái vấn đề mà anh sẽ sống như thế nào, anh à, sống ra làm sao, à, sống với cái gì thì nó đã được thu xếp chưa? Thu xếp rồi. Hiện tại bây giờ anh ngồi đây anh vẫn có những cái nguồn thu nhập từ Việt Nam mà. Anh vẫn có cái nguồn thu nhập bên đó mà. Tại vì thật ra mình nhiều khi mình ở đây mình nói với những người ở đây á, không thể nào hiểu được. Mà những cái việc anh làm người ta nói tại sao liều lĩnh vậy? Anh nói có gì đâu liều lĩnh, chẳng qua tôi quen thôi. Có những cái đầu tư mà họ nói tới ngồi đây mà họ không an tâm. Họ sợ lắm. Nhưng mà anh nói bây giờ anh biết nói sao cho họ hiểu, anh chỉ nói thôi bây giờ tôi quen rồi. Cái chuyện này tôi quen rồi, không có gì hết á. Anh vẫn có cái thu nhập với Việt Nam. Và anh đã chuẩn bị cho cái ngày, anh chuẩn bị từ năm trước, năm ngoái kìa, cho cái sự cái ngày trở về. Nói chung cái gì cũng phải có cái sự chuẩn bị hết đó. Thì thật ra anh về Việt Nam nó giống, nó giống như anh về lại cái nhà của mình. Và anh cảm thấy tự tin hơn ở đây. Ở đây anh không tự tin chút nào hết đó. Thì thứ nhất là cái vấn đề ngôn ngữ rồi, rồi cái văn hóa, rồi cái luật lệ này kia, nó ở đây nó hơi phức tạp. Còn ở Việt Nam nó đơn giản lắm nha. Nó khá là đơn giản rồi, mình sống mình quen rồi, không có vấn đề gì cả. Tại vì anh có lúc anh nói tiếng qua Mỹ, chứ thật ra anh về Việt Nam biết mà, năm nào chẳng về. Nên mình không có cái gì mà bỡ ngỡ mà sợ sệt cái gì cả. Mà cái đơn giản anh chỉ nói là quen rồi thôi, chứ không có cái gì hết. Gì mà để mà phân tích cặn kẽ thì bây giờ mình có nói đi nữa người ta cũng hiểu. Bởi nghĩa và người ta có đôi lúc người ta nói cha này khùng. Đó là sự sắp xếp thu xếp một cách rất chặt chẽ, hoàn hảo của anh. Còn hai người con của anh đó, anh nói rằng là sẽ về để khởi nghiệp ở Việt Nam đó. Anh cho biết là cái kế hoạch của họ như thế nào, anh có được trao đổi không? À, vâng, thì cái vấn đề mà cái giới trẻ bây giờ thì anh thấy là bọn trẻ bây giờ nó khá giỏi đấy. Nó khá giỏi, nó có cái tầm nhìn nó xa hơn mình á. Có đôi lúc á mình người lớn á hay có cái áp đặt, cái nghĩ là mình giỏi, mình khôn hơn nó này nọ. Nhưng mà với cái thời buổi bây giờ á, tụi nó am hiểu về công nghệ nhiều hơn. Nó và cái trong cái làm ăn á, nó phải có tìm hiểu, nó tìm hiểu rất là sâu. Và mình á thì bây giờ anh về á thì thật ra anh không có làm, nhưng mà có thể là mình đứng đằng sau mình hỗ trợ nó, mình có thể mình giúp nó về cái gì, về cái kỹ năng mềm đó em. Cái kỹ năng mềm nó quan trọng lắm, tại vì mình va chạm nhiều mình mới rút tỉa ra được. Còn cái vấn đề mà chi tiết làm ăn mà công nghệ này nọ thì nó hơn mình chứ đó. Còn mình đứng đằng sau mình hỗ trợ thêm thì anh nghĩ là cái khả năng nó và nó đưa ra những cái kế hoạch đó thì anh thấy nó cũng hợp lý. Với đồng thời là như vậy, anh thích những đứa mà phải có khát vọng. Tuổi trẻ là phải có khát vọng. Anh nói gì à, con cứ làm đi, thất bại làm lại không sao cả. Chỉ có ba bây giờ không cho phép thất bại thôi, ba hết thời gian rồi. Đó, thì ba chỉ hỗ trợ thôi. Đó, thì tuổi nó còn trẻ mà. Nó nói thì con cứ làm đi, đâu có sao đâu. Mình còn thời gian không sao hết. Cái chuyện mà mình khi mình làm cái gì đó, mình phải lao vào, mình làm nó mới ra việc. Chứ bây giờ anh cứ ngồi anh tính, anh cứ so đo nhiều quá, rồi anh chẳng làm được cái gì cả. Đó, anh cứ vào, anh va chạm, tất nhiên, học phí là phải trả. Anh đã từng trả học phí mà. Chứ ai mà cho sẵn cho mình rồi mình ngồi mình tính toán kỹ quá đó thì mình không dám làm gì hết. Em thấy không? Kỹ quá mình không làm gì hết. Mình cứ lao vào làm, rồi từ đó cơ hội nó sẽ đến với mình thôi. Chứ bây giờ người ta nói lại vậy. Thường thường người ta nói ồ nước Mỹ đầy cơ hội. Theo anh á, chỗ nào cũng có cơ hội hết. Nếu mình dám dấn thân, mình dám làm thì cơ hội nó sẽ đến với mình. Đó, ở đâu cũng vậy hết, cũng do chính cái nỗ lực của mình thôi. Chứ mà mình ngồi mà cứ tính với toán mà tính cái chuyện nhỏ quá nó cũng không được. Mình phải bỏ bớt những cái nhỏ đi, mình cứ lao vào công việc thì từ đó nó nảy sinh ra, nó đẻ ra
rồi sẽ tất nhiên là mình phải chấp nhận cái sự trả giá, chắc chắn sẽ có, chắc chắn sẽ có điều đó. Mình chấp nhận cái điều đó rồi đâu nó sẽ với cái khả năng của mình thì mình làm, rồi từ từ nó hoàn chỉnh, nó hoàn chỉnh thôi. Chứ bây giờ mình đòi hỏi mà ngồi mà tính toán kỹ quá, ví dụ như họ chọn biện, thường thường người ta chọn biện pháp an toàn, người ta cứ nghĩ vậy, ô ở nước Mỹ già rồi có tiền hưu, có tiền già, y tế, có chính phủ, thì cái đó là biện pháp an toàn. Mà biện pháp an toàn thì đâu có thể nào gọi là thành công, phải không? Biện pháp an toàn đâu phải là thành công, ai cũng có thể an toàn được mà, thì nó không có, không có thể thành công được. Thành công phải bứt phá chứ, phải không? Chứ chọn biện pháp an toàn nó dễ lắm, mà thường thì người ta chọn biện pháp an toàn. Tại vì anh từ hồi xưa từ Việt Nam anh cũng bàn tay trắng anh làm nên, cũng cày da tróc vậy, cũng đủ kiểu, cũng trả giá đủ kiểu đó, nó mới đưa đến cái còn cái hiện đại bây giờ. Anh sống thảnh thơi bây giờ là thật ra anh nhờ Việt Nam chứ đâu phải nhờ Mỹ đâu. Anh có cuộc sống bây giờ là từ Việt Nam mà. Chứ nếu mà anh qua Mỹ này với hai bàn tay trắng á thì cái suy nghĩ anh khác rồi, anh sẽ chọn biện pháp an toàn. Còn anh đã mạo hiểm ở Việt Nam rồi, anh đã tham gia rồi, thì bây giờ con anh nó muốn làm vậy thì anh khuyến khích con cứ làm, không sao cả, con còn thời gian, còn kiến thức thì con có thể làm bất cứ việc gì đó, thất bại làm lại, còn thời gian. Còn anh thì bây giờ nói chuyện rồi, về Việt Nam thì anh chỉ nghỉ ngơi tuổi già, hoặc là cũng làm được. Ở Việt Nam đặc biệt có một cái là vậy, người lớn tuổi vẫn làm được, mình làm bằng cái đầu của mình, cộng với nếu mình có tiền nó cũng nhẹ nhàng thôi, không phải là kiếm tiền là bức tiết, mà giống như là dạo chơi cởi ngựa xem nó. Nhưng mà mình thấy cái gì nó xua thì mình làm, không xua thôi đó. Chứ bây giờ tức là có điều kiện, đúng, có tài sản, có tiền để mà có thể đầu tư vào mấy cái đó, đúng. Nhưng mà cụ thể anh có biết rằng là các con của anh sẽ gọi là khởi nghiệp vào cái ngành nghề gì không? Cái này thì anh không tiết lộ. Có rồi nhưng mà anh chưa tiết lộ. tại vì mình nói, người ta nói sớm quá nó còn hay, thì khi nào mà hình thành xong rồi có thể anh Lân đến đó ngồi chơi. Thì nó là như vậy, nó đơn giản là vậy. Mình phải có cái sự thấu hiểu. Anh được có một cái là anh hiểu hai bên, anh hiểu cả Việt Nam và anh hiểu cả nước Mỹ. Anh hơi có thể là anh có cái ưu điểm đó. Chứ có đôi lúc những người ở đây họ ở lâu quá mà nói về Việt Nam làm sao họ yếu hết rồi. Mà những cái việc anh làm người ta sẽ cho anh là điên khùng, mạo hiểm, nhưng mà anh thấy nó bình thường, thật ra nó quen rồi, không có gì hết, không có gì hết. Tại vì họ mình đóng cách là chạy, tại vì họ ở đây sao họ hiểu bên kia. Còn người ở bên Việt Nam là sao hiểu Mỹ được. Anh được có cả hai nơi nên anh có cái nhìn nó chính xác hơn. Có xác. Ngoài anh, ngoài vợ chồng anh, ngoài hai đứa con gái còn có mẹ anh nữa. Thì cái việc mà mẹ anh trở về cùng đó thì nó có lợi có hại gì? Nói chung là mình tự lo hết. Ví dụ như vậy, người ta cứ nói là ở Mỹ y tế này kia rồi người già lo tốt, nhưng mà không vì cái đó, không có phải vì cái đó, mình tự lo được mà. Anh về Việt Nam cái vấn đề anh tự lo được mà, đâu có sao đâu, đâu có gì đâu, trở ngại đâu. Ví dụ như là nói về y tế thì về anh mua bảo hiểm cho bà cụ, thì tháng một năm chỉ cần 500 đô thôi, là người ta mua có 30 đô mình mua 500 đô thì mình ở đâu trên đây nè, thì cái thụ hưởng của mình cao hơn em đó. Thì mình cũng nói chung là mình tự lo, nói chung là mình tự lo, mà mình cảm thấy lo được thì bà cụ bây giờ tụi anh ở đâu thì bà cụ ở đó thôi, vậy thôi. Có nhiều người họ vướng cái chuyện đó, thì nhiều người ở đây họ ngại, họ nói thôi ở đây cho chắc, ở đây cho nó an toàn. Nhưng mà hoàn cảnh của họ khác, anh khác, anh có những cái tính toán khác của anh. Mà em cứ nghĩ đi, bỏ ra 500 đô cho một cái bảo hiểm một năm thì đâu có gì quá đáng, đâu có gì quá đáng đâu. Mà anh bảo đảm rất là ok. Anh tin tưởng rằng là với cái bảo hiểm gọi là bảo hiểm cao ở Việt Nam như vậy, thì anh tin tưởng rằng là cái
cái việc mà y tế nó sẽ bảo đảm cho cái người lớn tuổi không? Đó là một trong những cái điều mà nhiều người lớn tuổi ở đây lo. Đúng. Là sợ rằng là cái nền y tế Việt Nam nó không có chữa được những cái bệnh mà nan y hay là những bệnh mà khó khăn đó. Thì cái đó là một cái điều lo của các cụ khi mà nghĩ tới là về Việt Nam luôn. Thì anh thấy cái trình độ về y tế ở Việt Nam với lại ở các nước bây giờ nó giống như nó cũng ngang ngang với điều kiện là tùy cái khả năng của mình. Thí dụ như ở Việt Nam bây giờ có những cái gói bảo hiểm của những cái bệnh viện mà thí dụ như cái hệ thống Vinmec ok lắm chứ. Họ cũng đầu tư tại vì nó là một ngành kinh doanh mà em, y tế nó cũng là một ngành kinh doanh mà, chứ đâu phải là ban phát đâu. Thì mình với cái điều kiện, cái mức giá y tế của Việt Nam, tại sao cái bảo hiểm nó rẻ? Tại vì cái mức giá y tế Việt Nam so với Mỹ nó chênh lệch xa lắm, nó xa lắm luôn á. Ở Việt Nam ví dụ như vừa rồi anh về á, bây giờ anh nói đơn cử thôi, cái vừa rồi anh về bà xã anh đi khám tổng quát ở Việt Nam 70 đô mà họ khám rất là kỹ, tất tần tật mọi thứ, kể cả tầm soát ung thư luôn. Thì bà xã anh hồi xưa là bị cái cuốn bao tử, nó bị hồi xưa á, nó bị cái bệnh gọi là trào ngược thực quản. Thì bây giờ họ sẽ nghe, họ thấy có vấn đề, họ nói đi bên kia để mà nội soi. Mà em biết vô nội soi mà vô bệnh viện tư á, sạch sẽ, vô như khách sạn, mà em biết cái giá nhiêu không? 15 đô tư nhân đó nha. Mà cái giá mà nội soi cái bao tử ở đây em biết nhiêu? 1,000+, mà ở bên Việt Nam có 15 đô. Mà nếu em vô bệnh viện chính phủ khoảng 8 đô. Cái đó là thực tế. Mà 15 đô ở bên đó là gì? 15 đô bên đó là khoảng 400-500 ngàn. À, 10 đô là 400-500 ngàn. Thì em mua được cái gì? Em mua được giỏi lắm được 2 thùng bia. Mà cho một cái ca nội soi bao tử, nó quá rẻ. Cái giá y tế Việt Nam quá rẻ đó. Nên rồi bây giờ nói về cái hệ thống tư nhân, y tế tư nhân chính vì cái rẻ cho nên nhiều người họ lo lắng về cái vấn đề chất lượng y tế thì sao anh? Không, anh nghĩ không có vấn đề vậy. Tại vì những cái đó quá đơn giản mẹ. Cái nội soi đối với cái chuyện đó bây giờ ở đâu cũng vậy, nó quá đơn giản. Còn nói về y tế Việt Nam theo cái cảm nhận riêng của anh nha, anh thấy họ cũng không đến nỗi nào mà tệ lắm đâu. Tại vì bây giờ mình cứ nghĩ vậy nè, y tế là một cái ngành kinh doanh. Khi anh có tiền thì nói chung là thiết bị đâu có khó đâu. Nhập về, họ nhập về họ làm ra tiền mà, đâu có thiếu cái gì đâu. Họ không có ngại cái vấn đề đó. Nó là hệ thống y tế tư nhân. Cái vấn đề là tiền. Cái vấn đề là anh mua cái bảo hiểm ở đâu thì họ phục vụ tới đó. Nhưng mà em đã vào, em đã, tại vì Lâm chưa vào mấy cái bệnh viện tư nhân ở Việt Nam, ví dụ anh vào rồi không khác gì Mỹ. Có đôi lúc anh cảm nhận nha, cái service nó còn hơn ở đây. Nếu anh chấp nhận tốn tiền, cũng phòng riêng nằm rồi cho người thân ở đầy đủ, mình không có lo gì cả đó. Thì tại vì nó cũng là một cái ngành để mà kiếm tiền mà, thì anh muốn kiếm tiền anh phải phục vụ cho tốt chứ, nó đâu phải ban phát đâu, thấy không? Anh kinh doanh thế thì anh nghĩ sao khi mà những người mà nghi ngờ về cái chất lượng y tế Việt Nam đó, họ dẫn những trường hợp là những người có tiền ở Việt Nam nhiều khi họ bị cần chữa bệnh thì họ lại không phải chữa ở Việt Nam mà đưa ra nước ngoài chữa, Singapore, Nhật Bản, Đại Hàn là gần đó, hoặc là thậm chí đi qua Mỹ để mà chữa, trong đó có kể cả những gọi là những quan chức trong chính quyền Việt Nam rồi. Thì có phải nó chứng minh rằng là cái chất lượng y tế Việt Nam là chưa được theo anh tìm hiểu nó là như vậy. Khi người ta mà cuộc sống người ta cao rồi, người ta có tiền, người ta muốn những cái gì nó top. Thí dụ em bị cái bệnh đó thì họ tìm hiểu cái bệnh này là có một cái bệnh viện bên Pháp nè, chuyên về cái này tốt nhất, chuyên về cái bệnh của em á, thí dụ như phải đi Mỹ nè, cái bệnh viện này nè. Khi người ta có tiền, bao giờ người ta đòi hỏi cái gì đó đỉnh cao, tại vì họ có quá nhiều tiền rồi, họ đâu có care nữa.
đó, thì đã bệnh rồi thì họ đâu có tiếc đó. Họ sẽ chấp nhận, ví dụ như họ tìm hiểu ở bên Mỹ nó có cái bệnh viện về cancer nè, tốt nè, mà đâu phải qua Mỹ là chữa dứt đâu, qua Mỹ cũng chết rồi đem về thôi, có ai than phiền gì đâu, đi rồi cũng chết thôi, chứ đâu phải qua Mỹ là chữa bệnh xong đâu em. Cái chuyện đó, nhưng mà khi người ta có tiền thì người ta đòi hỏi, cái nhu cầu của người ta cao lắm đó, vậy thôi chứ không có gì hết. Còn nói chuyện mà y tế thì anh nhìn ra một cái điều vấn đề nè, cái bác sĩ ở Việt Nam á, anh không nói hết nha, nhưng mà những cái bác sĩ ở Việt Nam anh thấy họ giỏi đó. Họ giỏi là họ có, tại sao mình nói họ giỏi, tại vì em thấy cái cách chữa bệnh ở Mỹ với Việt Nam nó khác nhau. Ở bên Việt Nam á, cái người bác sĩ á, họ cọ sát nhiều, họ có cọ sát rất là nhiều, mà cái nghề nào cũng vậy, trăm hay không bằng tay quen đó. Ở đây em thấy cái lối làm việc ở bên Mỹ này á, cái người bác sĩ á, họ làm họ bị ràng buộc bởi những cái nguyên tắc của cái bệnh viện nó đưa ra. Thí dụ anh có thể lấy một thí dụ như vậy. Ở Việt Nam có thể em vô em gặp bác sĩ, em chỉ nói về cái triệu chứng thôi là người ta khẳng định luôn, người ta dám khẳng định. Còn ở Mỹ không bao giờ họ làm cái chuyện đó, họ phải đi đúng cái quay của bệnh viện đưa ra, là mày phải đi chết chỗ này nè, mày xét nghiệm cái này, mày xét nghiệm cái kia, nó quá dài dòng. Anh đơn cử ngay cả bà xã anh, hồi đó ở Việt Nam bà bị cái trào ngược thực quản á. Anh vào bệnh viện tư nhân Hoàng Mỹ, chỉ vào ngồi gặp bác sĩ nói ra thôi, ông nói rồi xong, biết rồi, đi cho cái toa mua thuốc về uống hết liền. Còn ở đây họ không bao giờ họ làm cái chuyện đó, họ phải đi, tại vì ở bên đây cái trách nhiệm nó nặng, họ sợ cái bác sĩ đây, họ sợ thư kiện. Cái vấn đề cốt lõi ở Mỹ nó bị cái vấn đề đó, họ rất sợ trách nhiệm, nên họ sẽ đưa em đi qua chỗ này qua chỗ kia, nó dài dòng. Mà anh có gặp luôn, có mấy người, cái người bà con của anh cũng bị bệnh y như bà xã anh ở Đà Nẵng. Ở đây đi miết cứ chỗ này chỗ kia miết, mà mình nghe bà kể là mình biết rồi, tại bệnh bà xã nó. Bà về Việt Nam một phát một hết, chỉ cần vô nói bác sĩ nó biết liền triệu chứng, này rồi trào ngược thực quản, làm cho cái to uống đâu mấy tháng hết, không có dài dòng. Mà em biết cái y tế Mỹ nó dài dòng cái chỗ là nguyên nhân là cái trách nhiệm. Xứ này là xứ thư kiện, mấy ông bác sĩ, anh Lân có nhớ cái bác sĩ gì mà anh hay phỏng vấn không? Winston đã nói tới vấn đề này, coi lại đi, có nói tới vấn đề này. Cái người bác sĩ ở Mỹ bao giờ cũng lo âu cái chuyện đó, và ai cũng ít nhất một lần bị thư kiện. Có Uyên Trần có nói cái gì mà mình đâm ra cái họ đâm ra nó họ muốn đùn đẩy bớt đi, họ chia ra tới ông này có gì đẩy qua ông kia gì đó, đại khái vậy. Còn một cái nữa là ở Việt Nam á, em vô cái bệnh viện ở Việt Nam á là vậy, tại vì ở Việt Nam cứ bệnh là vô bệnh viện, chứ không phải như ở Mỹ nghe nói đi vô bệnh viện là ai cũng ngại á, emergency tốn tiền nhiều, rất ngại nghe vô bệnh viện. Là ở Việt Nam cứ bệnh là vô bệnh viện, đâm thẳng vô nó cũng vậy thôi. Cái quay ở đây nó khác ở bên Việt Nam, nên ở Việt Nam bệnh viện lúc nào cũng đông là vậy đó. Còn ở đây cứ bác sĩ gia đình rồi chuyển qua ông này chuyển qua ông kia, vừa rồi đứa cháu anh nào chuyển vòng vòng chết nhá, chuyển vòng vòng 3 tháng chết nhá, vô tới bệnh viện là chết. Phải suy nghĩ tới vấn đề này. Rồi cái cọ sát, anh nhớ anh Lân có phỏng vấn anh dễ dàng không? Bảo Hòa ảnh mổ sỏi mật ở Đà Nẵng, em nhớ không? Lúc đầu anh đâu có tin đâu, ông cứ đòi về Mỹ, nhưng mà ở Việt Nam nó không kịp nữa, ông sắp tiêu rồi, quyết định mổ Việt Nam. Thì sau khi phỏng vấn thì ông bác sĩ nói cái ca của anh là ca thứ ngàn mấy của tôi rồi, tôi mổ như mổ gà. Mà cái nghề nào cũng vậy, em thấy không? Công nhận là một cái điều là gì, trăm hay không bằng tay quen, cái đó là chính xác. Cái bác sĩ Việt Nam họ cọ sát nhiều quá đó,
nên cái vấn đề anh vẫn tin nếu mình có đủ điều kiện, mình có đủ tài chánh thì chữa bệnh ở Việt Nam nó cũng tốt. Anh chứng kiến rồi, bạn anh nè, ngồi gục trên bàn luôn, chở vô bệnh viện anh đưa vô, nó bị vỡ mạch máu não mà nó loang ra bằng cái chén nè, mà trên đường di chuyển 6 tiếng đồng hồ từ ở Bình Phước chở xuống, anh biết vô Chợ Rẫy họ quyết định mổ tức khắc liền, chứ không có dài dòng vô là ký giấy mổ liền luôn, cứu được. Sau này nó bị liệt nửa bên, rồi từ từ tập, bây giờ bình ổn, mà máu nó loang ra bằng cái chén, nó mau lẹ. Cái đó mà chậm chạp là chết. Má thì ở bên Việt Nam được cái bác sĩ họ tự quyết được. Họ tự quyết được. Còn ở đây vì vấn đề thư kiện nó sợ lắm. Quay trần nó nói chuyện này mà. Nói như vậy cho thấy là anh đã tìm hiểu hết sức rõ ràng trước khi làm cái quyết định đưa cả nhà về Việt Nam như vậy đó. Từ người già cho tới người trẻ đều có kế hoạch rất là rõ ràng cho cái đời sống sắp tới khi về lại Việt Nam. Anh tìm hiểu rất là nhiều như vậy cho nên cũng hỏi rốt ráo và luôn cả một cái vấn đề mà có lẽ là nhiều người anh cũng đã nghe qua rồi. Nói rằng là khi mà về Việt Nam đó, ngoài những cái chuyện đời sống thì có những cái điều mà làm cho người ta cũng lo lắng, quan tâm. Đó là cái việc mà những cái vấn đề liên quan tới tự do cá nhân, tự do ngôn luận, rồi cái sự thoải mái trong cái vấn đề suy nghĩ hay là phát biểu vân vân đó, không còn được thoải mái như khi còn đang sống ở Mỹ với luật pháp của Mỹ, với xã hội của Mỹ nữa. Anh có nghĩ tới điều đó hay không? Không, anh cái vấn đề đó anh thấy, tại anh ở Việt Nam xong anh qua Mỹ thì anh thấy ở Việt Nam nó vẫn đâu có cái gì là gọi là quá khắt khe trong cái tự do ngôn luận đâu. Chẳng qua là ở đây vậy, thường thường ở bên đây anh qua tới Mỹ người ta hay nói một câu là ở Mỹ sướng lắm, muốn chửi tổng thống cứ chửi. Nhưng mà mình đâu có cái nhu cầu chửi ai em. Mình sống đàng hoàng, mình chửi ai làm cái gì. Ở bên đây thì họ có thể đem tổng thống đó họ bêu rếu, nhưng mà anh đâu có nhu cầu đó. Anh đâu có nhu cầu chửi ai đâu. Ví dụ như mình thấy cái gì không đúng mình phê phán vậy thôi, chứ mình ở đây thì hay nói muốn chửi ai thì chửi, nhưng mà anh không thích điều đó. Dù cái tự do nó cũng phải nằm ở trong một cái khuôn khổ, một cái văn hóa, một cái luật pháp của tùy từng quốc gia. Thì anh thấy ở Việt Nam thì những cái gì mà không đúng á, thì anh thấy người ta vẫn phản ứng, mà người ta vẫn nói chứ. Mà ngay cả ở bên Mỹ này họ tiếp nhận những cái thông tin mà không tốt về Việt Nam cũng từ báo chí Việt Nam mà em, từ báo chí Việt Nam ra chứ ở đâu ra. Nên cái điều đó chứng tỏ là đâu có ai cấm nói đâu. Ở đây tiếp nhận toàn là báo chí Việt Nam không. Ở Việt Nam những cái vấn đề tiêu cực báo chí vẫn nói mà, họ đâu có giấu đâu. Thì cái đó nó thể hiện rồi. Còn cái nhu cầu mà chửi thì anh không có nhu cầu đó. Đó, anh không muốn chửi ai đâu. Tự nhiên ở đây thì hay có cái câu đó, muốn chửi ai chửi thì rối rắm rùm beng lên, mình đâu có thích vậy đâu. Mình anh cái quan điểm của anh là anh vẫn thích là cái tự do nó cũng nằm ở trong một cái chừng mực, và nó còn liên quan tới cái đời sống, cái đặc thù của từng cái dân tộc, từng cái quốc gia. Thì anh thấy rồi, Việt Nam bây giờ thì anh thấy đối với anh thì anh thấy như vậy là nó cũng là một cái mô hình. Nó tương đối một cái xã hội nó trật tự, và anh thấy cái điều này nên duy trì để làm gì? Để có cái sự ổn định xã hội. Mà ổn định xã hội thì mới phát triển kinh tế. Mà khi kinh tế giàu có rồi, khá rồi á, thì lúc đó anh muốn cái gì cũng được. Chứ bây giờ anh muốn sớm quá không được. Tất cả nó sẽ đến tự nhiên, khi nào được cuộc sống nó nâng lên, khi nào kinh tế nó phát triển, mọi người làm ăn tốt lên, tiền bạc rồi thoải mái, được dân sinh nâng lên, thì tự động những cái nhu cầu khác nó phát sinh, thì lúc đó nó mới thích hợp hơn bây giờ. Nó phải tương đồng với nhau, từng thứ nó theo một cái trình tự nhất định của nó, chứ không thể nào mà đi ngang đi tắt được. Nếu mà đi ngang đi tắt nó phá vỡ hết, chưa đúng lúc. Thì có đôi lúc có nhiều người cứ đòi thế này thế kia, nhưng mà anh thấy hiện tại bây giờ Việt Nam như vậy là đúng. Như vậy là đúng. Ngay cả đâu phải Việt Nam đâu, Singapore, Hàn Quốc hồi xưa nó cũng vậy thôi. Để chi? Tập trung kinh tế cái đã. Khi nó phát triển lên rồi thì cái đời sống nè, cái nhận thức con người nè, cái dân trí nó nâng lên, thì lúc đó tự động những cái nhu cầu, kể cả nhu cầu về dân chủ, nó sẽ hình thành. Nó hình thành một cách tự nhiên, và nó thích ứng, nó tương đồng với nhau. Chứ còn bây giờ mà đòi thế này thế kia, bây giờ anh nói đơn giản là cần cái sự ổn định trước đã để làm ăn,
có đầu tư nước ngoài. Vậy thì khá lên rồi thì mọi thứ thì người ta nói như vậy, em cứ đơn giản trong một gia đình cũng vậy thôi, phú quý sinh lý nghĩa thôi chứ có gì đâu. Vậy thôi, chứ còn anh nghèo quá mà anh cứ đòi phải giống ông này, phải giống ông kia đâu có được. Wow, nó không đúng, không hợp lý chút nào hết. Và nó cái quan trọng là cái đặc thù. Cái quan trọng vẫn là cái đặc thù. Đặc thù của từng quốc gia. Một trong những cái mà cũng được nhiều người nói tới khi mà về Việt Nam, người ta quan tâm và lo lắng, đó là cái vấn đề làm ăn. Khi làm ăn thì hay đụng nhầm cái chuyện gọi là tham nhũng, hối lộ, vân vân. Nếu những người nước ngoài hoặc là những người Việt kiều về mà không quen vào cái cách hành xử đó thì sẽ khó mà thích hợp và thích nghi, hoặc là khó mà thành công. Rồi những người mà ở đâu thì không biết, nhưng mà thí dụ ở Mỹ thì nhiều khi làm quen cái cách là nó rõ ràng rồi, thì nếu mà có một cái gì đó nó không được rõ ràng, người ta không thích hợp được, khó chịu, vân vân. Anh nghĩ sao? Thì trước đây ấy, thì những cái bất cập nó có, những cái gì người ta nói là nó có hết á, nhưng mà anh thấy càng lúc á thì nó càng tốt hơn. Càng lúc anh thấy nó càng tốt hơn. Ví dụ như bây giờ ở bên Việt Nam mà em mở một cái công ty á, chỉ cần 1-2 ngày là xong cái giấy phép rồi. Đâu có còn cái, đâu có gì đâu. Thì tất nhiên là mình đòi hỏi một cái quốc gia nghèo chậm tiến mà phát triển lên, nó phải qua giai đoạn anh từ từ. Chứ mình bây giờ mình lấy nước Mỹ mà mình so sánh với Việt Nam thì nó bất cập quá. Phải có thời gian để người ta điều chỉnh từ từ. Thì cái xu hướng tích cực nó vẫn thấy. Cái xu hướng tích cực anh thấy nó vẫn thấy là cái gì? Bây giờ cái đơn cử thôi. Nếu mà một cái quốc gia mà nó rối rắm như vậy, làm sao có ai đầu tư? Tại sao bây giờ các nước nó đầu tư vào Việt Nam ồ ạt? Họ đâu có ngu. Họ bỏ tiền vào cái chỗ mà không ổn định, không bậy bạ thì họ đâu có làm. Tại vì cái đó là cái dư âm ngày xưa rồi nó truyền tới bây giờ. Chứ thật ra anh thấy cái điều kiện, ví dụ như bây giờ ở Việt Nam nó có những cái thuận lợi về thuế má đó, cơ bản ví dụ như em mua cái nhà là xong, thuế má gì đâu. Mà ngay cả bây giờ nó cái thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam bây giờ hầu như cũng chưa có luôn. Tại vì như vậy nè, ở bên Việt Nam cái mức để mà đóng thuế là trên 10 triệu. Em làm 12 triệu thì em chỉ đóng trên 2 triệu thôi. Chứ không phải như ở Mỹ đóng hết. Nhưng mà 2 triệu đó em đem nuôi con, nuôi vợ cũng như không đóng. Nên hầu như cái thuế thu nhập ở Việt Nam đâu có cái dân đâu có cái mã số thuế em. Đâu phải như Mỹ là tới kỳ phải đi khai thuế. Hầu như cái thu nhập cá nhân không có thuế, họ chỉ đánh vào các cái doanh nghiệp lớn đó. Cái điều đó anh nắm rõ mà. Rồi nhà cửa, em có một chục cái nhà cũng ai đánh thuế, đâu có thuế tài sản đâu. Nó có nhưng mà nó đơn giản, nó nhẹ lắm, hầu như không ai quan tâm. Thì có những cái mà thật ra từ từ nó sẽ có hết á, nhưng mà bây giờ nó thẳng ra chính phủ á, họ hiểu hết nhưng mắt nhắm mắt mở thôi, hiểu hết á nhưng mà mắt nhắm mắt mở để gì? Cố tình để cái đời sống cái dân sinh nó cao lên đã, rồi từ từ những cái khuôn khổ nó sẽ đến đó. Chứ quốc gia nào cũng vậy, các cái người lãnh đạo họ hiểu hết đó, chứ nhưng mà họ tùy vào cái tình hình của cái quốc gia mình mà họ xây sở cho nó tốt đẹp. Rồi tất nhiên là làm gì làm cái đời sống dân trí dân sinh nó cao hơn, mà anh thấy rõ ràng ở Việt Nam anh về hoài anh thấy từng năm nó có bước tiến rõ rệt luôn đó. Nên anh thấy cái vấn đề này anh cũng thấy nó mình cùng về Việt Nam. Tất nhiên là bây giờ mình không có nói bao la để chi, mình nói về đơn giản nhất. Người nước ngoài họ vẫn về Việt Nam họ đầu tư mà, tại sao mình không làm? Vậy thôi đó. Mà mình có cái ưu điểm là mình là người Việt nữa, tại sao mình không làm? Chứ họ đâu có ngu.
thì mình họ làm được, tại sao mình không làm được, vậy thôi. Còn nói về cái để mà lấy Mỹ mà so Việt Nam thì có nhiều cái nó khập khiễng lắm, đâu có so được, không có thể so được. Nó cũng có những cái thuận lợi chứ, ở đâu cũng có những cái thuận lợi và cái khó khăn. Cái vấn đề là mình nhìn, mình đọc ra được, mình hiểu được nó. Mà hiểu tận tường chút. Còn cái chuyện tiêu cực ở đâu cũng có cả, tham nhũng ở đâu cũng có cả. Thí dụ ở Mỹ này, người ta nói Mỹ, nhưng mà theo cái nhìn của anh nó cũng nhiều đấy, nhưng mà cái hình, cái cách thể hiện nó khác nhau thôi. Ở đây nó kín kẽ hơn và nó thành hệ thống luôn. Mà cái đặc thù nước Mỹ là gì? Lợi ích nhóm, anh khẳng định luôn. Ở Việt Nam nó cũng có, ở đâu cũng có cả, nhưng mà cái cách thể hiện nó khác nhau. Ở đây có đôi lúc nó đi vào luật luôn. Thì em ở đây em biết chứ. Ừ. Nhìn vấn đề phải nhìn cho tới. Cảm ơn anh rất nhiều đã bỏ thời giờ gọi là phần cuối của chuyến đi để mà chia sẻ một cái câu chuyện hết sức là đầy thông tin và thú vị. Có lẽ là đây cũng là lần cuối phỏng vấn anh ở trên đất Mỹ chắc. Lần sau chắc phỏng vấn anh ở Việt Nam online thôi, hoặc là online, hoặc là chúng ta gặp nhau ở Việt Nam nơi nào đó để có thể có câu chuyện tiếp tục. Nó sẽ là nơi nào thưa anh? Có thể Nha Trang, gặp em ở Nha Trang. Anh sẽ định cư ở Nha Trang hả? Anh định cư Nha Trang. Chứ không phải về Sài Gòn. Không, là... Sài Gòn bây giờ thì hồi xưa thật ra muốn kiếm tiền thì ở Sài Gòn. Nhưng mà anh về Việt Nam anh không có cái mục đích kiếm tiền, mình nghỉ ngơi thôi, còn con biển cái Nha Trang thôi. Dạ. Hay quá. Mình ở Nha Trang nó phù hợp hơn với cái người già, nó gần biển đó. Thì cuộc sống với lại quê hương còn ở đó, nhà từ đường vẫn còn ở đó. Thì anh nghĩ là cái thật ra cái tuổi già đó, thì anh thấy cái tuổi già nếu có điều kiện đó, ở Việt Nam tốt hơn đó. Tại vì vậy nè, khi người già họ cần cái tinh thần nhiều hơn cái vật chất, họ đâu cần gì đâu, sống thoải mái là được rồi. Ví dụ như anh thấy là người già ở Việt Nam như ở Nha Trang anh 55 tuổi là về hưu hết rồi, rồi sáng họ ra biển là tập thể dục, ăn sáng họ có những cái sinh hoạt nó cộng đồng đó, thì nó vui vẻ hơn, hoặc là họ tự tin hơn. Ví dụ như bây giờ vậy, cái người già ở Việt Nam ví dụ như họ không lái xe được, họ không đi đâu được, thì bước ra đầu ngõ có ông xe ôm rồi, tao muốn đi chùa mày chở tao đi. Còn ở, em biết ở Mỹ này cái người già nó đôi lúc họ không chủ động được, họ phải nhờ con nhờ cái. Mà em sống mà em không chủ động được á thì em thiếu tự tin, nên cuộc sống nó hơi bị chênh, nó bị chênh. Nên anh thấy cái tuổi già ở Việt Nam thế nào không, nếu có điều kiện, còn nếu mà chọn biện pháp an toàn thì ở Mỹ. Với là một phần nữa thì các nhiều người già ở đây đó, thì gia đình, con cái, mọi người ở đây hết cả rồi. Đi về Việt Nam sẽ không còn ai nữa. Không lẽ tuổi già lại đi về Việt Nam ở một mình. Thì đó cũng là một cái trở ngại và đó cũng sẽ là một cái đề tài khác trong tương lai. Vâng. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Anh okay. Có điều gì để gọi là nói với mọi người trước khi chúng ta chia tay anh tiếp tục chuyến đi của anh? Vâng, thì coi như là ngày mai cũng trở về Florida rồi. Thì cũng cảm ơn Lộc, cũng có điều kiện chia sẻ chút đỉnh gì đó trong cái chuyến đi, cũng gặp gỡ phố khán giả phố Bên Sa TV. Thì cũng chúc mọi người sức khỏe. Còn có điều kiện thì mình có thể chia sẻ bất cứ cái gì trong cái phạm vi hiểu biết vậy thôi. Còn có thể là có nhiều người, tất nhiên là có nhiều người là mình không đồng ý, phải không? Tất nhiên mình chấp nhận thôi, nhưng mà cái chuyện mỗi nhà mỗi cảnh đi, cứ nghĩ là mỗi nhà mỗi cảnh mỗi suy nghĩ, không ai giống ai, cái điều đó mình chấp nhận hết. Gạch đá cứ ném không sao cả. chào mọi người, chào anh Lân. Cảm ơn anh, chúc okay. Anh và gia đình một cái phần còn lại của chuyến đi thật là vui vẻ. Vâng ok rồi. Xin chào, thank you mọi người. Thưa quý vị, ghế massage Luraco là ghế duy nhất được sản xuất tại Hoa Kỳ, là ghế duy nhất được làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự Hoa Kỳ, là ghế duy nhất có được những bằng chứng khoa học về tính năng vật lý trị liệu hiệu quả. Ghế massage Luraco đã nhận được nhiều giải thưởng danh dự như Top Medical Massage Chair tại Hollywood, sản phẩm chất lượng cao nhất tại cuộc triển lãm quốc tế ở Las Vegas,
mua sản phẩm Luraco là quý vị ủng hộ người lao động Hoa Kỳ, trong đó có chúng ta.